Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 10. Và bài hôm nay á, là chúng ta sẽ học là hai vần là vần O và ON. O là O ha. O, O, ON, ON. O nó giống như chữ âm của âm O của mình vậy ha. Nhưng mà mình đọc mình cong lưỡi giống như chữ U vậy à. O, O. Đó, O. Còn cái phần ung á, cái này nó là âm ông ha, O, N, G. Nhưng âm của mình đọc á là ung, giống như chữ ung gì, học dịch ung gì đó ha. Các bạn nghe lại ha, ung, ung, ung. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đến với phần ôn tập. Và phần ôn tập này, đây mình sẽ có cái bài về ôn tập. Giờ các bạn á, là sẽ nghe, mình sẽ nhấn vào đây là cái hệ thống nó sẽ tự đọc cái phiên âm. Và các bạn nghe cái âm và các bạn ghi ra cái tự, ghi ra cái phiên âm là. Và mình cũng sẽ lần lượt ghi 20 từ. Thì ở đây á, các bạn ghi âm này luôn á, là nó sẽ là những cái bài, những cái âm mà mình đã học của ngày hôm trước. Và nó phải có luôn cái phần thanh điệu, là dấu thanh điệu, bốn cái thanh điệu ha. Đó, cụ thể này các bạn nghe nha. Điện. Đó, vừa có cách viết luôn, nét thứ nhất, nét thứ hai. Bạn nào muốn học viết thì mình coi, mình có thể vừa viết vừa nghe âm luôn ha. Âm này là âm rỉnh, rỉnh. Đó, các bạn nghe coi là âm thứ mấy ha. Đó, rỉnh. Đó, mình ví dụ thứ một từ ha. Ân, rỉnh, 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 rỉnh. Đó, thì trong bốn âm rỉnh, 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 các bạn nghe coi âm này là thuộc âm thứ mấy. Các bạn nghe lại nha. Rỉn. Đó, cách viết nó có hai nét rất là đơn giản. Rỉn ở đây có nghĩa là người ha. Rỉn. Rỉn. Rồi mình đến cái từ thứ hai ha. Đây, từ thứ hai. Dầu. Dầu. Từ này là dầu. Dầu này á, thì nó có nghĩa là vừa, vừa cái gì ha. Dầu, dầu. Giống như là bạn này thích uống cà phê, lại vừa ăn bánh mì. Đó. Lại vừa đó, cái nghĩa của nó là vậy. Vô ha. Vô. Đó, các bạn nghe coi âm thứ mấy ha. Rồi, từ thứ hai. Giờ mình đến từ thứ ba. Rồi, từ thứ ba. Sàng. Đó, từ này thì có ba nét ha. Sàng. Sàng. Ở kế bên đây á, là cái này là phiên âm, chú âm của bên Đài Loan. À, bên Trung Quốc cũng có xài chú âm nữa, nhưng mà hiện tại đa phần thì họ dùng tiếng âm Latin là nhiều. Bạn nào muốn học chú âm thì có thể coi theo nét ở đây luôn. Rồi mình đến từ thứ tư. Dễ. Từ này thì có bốn nét ha. Từ dè này có nghĩa là cũng ha. Đó, tôi cũng như anh ấy. Wo dè hở thay nha. À, là chữ dè ha, là cũng ha. Dễ. Dễ. Đó, bạn nghe dễ. Đó. Rồi. Đến từ thứ 5. Ta. Ta. Đó, cái này ta này là lớn ha. Mình chơi tài xỉu có cái chữ này lắm. Ta. Giờ đến từ cái này là tử. 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 Tử có nghĩa là tử. Tử tức là con cái đó nha các bạn. Thường là chữ tử này là con trai. Tử. Rồi từ tiếp theo. Ý. Ý là đã. Ý. Vì này cái nghĩa nó là đã ha, đã từng cái
thể xảy ra đấy. Ỉ gần ba nét ha. Rồi mình đến từ tiếp theo ha, từ pu ha. Pu. Từ này á, thì nó có mấy âm lận. Cho nên bây giờ ở đây đọc là âm pu thì mình cứ ghi theo, mình nghe sao mình cứ ghi vậy ha. Chứ từ này nó có rất là nhiều âm. Pu. Cái từ này là không ha. Pu. Theo âm của Đài Loan á, thì đọc là pu, nhưng đối với âm của Trung Quốc thì đọc là pu. Và nó cũng có rất là nhiều, từ này nó cũng có rất là nhiều thanh điệu. Những cái từ nào mà các bạn chưa học á, thì mình để khi khác mình mới cho các bạn ôn nhé. Cái này trư này có nghĩa là ngày, giống như hôm nay ha, một ngày là ý rư đó là ngày ha. À, từ này có bốn nét nha các bạn. Và nguyên tắc viết trong tiếng Trung á thì á, là mình phải tạo cái khung, phần khung này trước, sau đó mình mới thêm bên trong và đóng cửa đó. Nó phải có được cái khung giống như mình xây nhà, mình phải xây móng trước rồi bắt đầu mình mới trang trí bên trong nhà, rồi mình mới làm cái cửa. Đó là nguyên tắc của nó là như vậy. Từ tiếp theo ha là từ khở. 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 Khở này có nghĩa là có thể ha. Khở. Rồi tiếp theo là từ sử ha. Chỉ. Từ này thì rất là nhiều nghĩa. Nếu mà lượng từ thì cái này á, từ này á, có nghĩa, tại vì nếu mà nói lượng từ thì nó cũng hơi khó. Từ này thì nó có nghĩa là giống như sử giao là chỉ có, chỉ cần. Đó, nó nghĩa là gì? Chỉ đó. Chỉ. Chỉ. Và từ này theo phân tích nét viết thì nó có tới 5 nét lần ha. Rồi mình đến với từ why ha. Why. Why có nghĩa là bên ngoài ha. Ngoài. Why. Why. Rồi mình đến với từ tiếp theo là từ tà ha. Tà. Chữ này tà là đánh ha. Tà. Đánh lộn mình dùng chữ này cũng được, hoặc là đánh bóng bàn hay đánh bóng mình dùng chữ này cũng được luôn. Nó là động từ. Tà. Phần chữ này á, thì nó gồm có, nó có hai bộ ghép với nhau, là bạn coi bộ của nó. Bộ nó là bộ này, đó. Này nó gồm cấu trúc là trái, phải. Bên trái là cái bộ của nó, bên phải là một cái bộ khác. Chữ này là chữ đinh ha, đó. Còn chữ này là chữ nó nghĩa là chữ đánh á, nó nghĩa là gì? Thường là cái bộ này là những gì, là dùng tay đó. Bộ thủ. Giờ mình đến với từ tiếp theo là từ chạy. Chạy. Từ này tới 6 nét lận các bạn ha. Các bạn coi cách viết cũng là chạy là giống như là lại hay là tái. Đó, nghĩa nó là lại. Giống như mình thường nghe câu nói là chạy chiên là tạm biệt. Đó, nó cái nghĩa là tạm thời thôi. Đó, là tạm biệt chữ chạy này. Đó, các bạn coi mình tạo xong cái sườn đó, bắt đầu mình điền phần trong và mình đóng cửa lại. Chạy. Rồi mình đến từ tiếp theo ha,
từ tiếp theo là từ chứ, cái từ chứ. Từ này có nghĩa là ăn ha, nó là động từ chứ. Đến chữ tiếp theo là chữ dính. In. In. Chữ dính này có nghĩa là nhà, có nghĩa là bởi vì in quê gì đó. In à, bởi, ý nghĩa của nó là nó bởi. Thường nó thường là đi với nó là một cái cụm, nó là một cái cấu trúc cụm từ, thường nó in bởi hay là vì cái gì đó đó. In. Giờ mình đến với từ tiếp theo ha, là từ ti. Ti. Bộ này thì nó có 6 bộ, nó có tới 6 nét lận, và nó cũng là cấu trúc trái phải. Lúc nãy chữ chữ in thì nó là cấu trúc của nó là trong ngoài. Trái, bộ trái là cũng bộ thủ. Đó, các bạn thấy không? Bộ này là bộ thủ, gọi là bộ thủ của nó. Này là bộ sổ, bộ sổ là bộ thủ của nó. Rồi, xe cũng như là xem lại. Đi. Đi là đất ha. Đi. Rồi, mình đến với từ tiếp theo. Chạy. Chạy này có nghĩa là ở ha, ở đâu gì đó. Chạy nã lì. Chạy. Nếu các bạn muốn biết cái bộ thủ của các từ, các bạn có thể vào ZDIC trong cái phần mềm đó, nó cũng có phân biệt, phân ra cái bộ thủ cho mình ha. Bộ đó nha. Đó, bộ này là bộ thủ, nó là bên trong. Cấu trúc này cũng là gọi là cấu trúc trong ngoài luôn ha. Giờ mình đến với từ rủ. Từ rủ này có nghĩa là như ha, giống như như cái gì, rủ tha như anh ấy à, nó là rủ tên người à, rủ y. Các bạn từng thấy cái liễn tết người ta treo á, rủ y là như ý, tức là chữ như này. Rủ. Rủ. Bộ từ này nó cũng cấu trúc là trái phải, và bộ thủ của nó là bộ nữ. Đó, bộ nữ. Không có nhất thiết, các bạn nên nhớ nha, cái bộ thủ của nó đó không nhất thiết á, là sẽ nằm bên phải, nhiều khi nó nằm bên trái cũng không chừng. Đó, nếu mà đối với cấu trúc trên dưới, đối với chữ chữ hoa, chữ trung á, thì mình có rất là nhiều, mình có những nhiều từ đơn ghép lại nó cũng thành một chữ. Nhiều khi là mình phải ghép, mình phối tới ba chữ lại. Giống như các bạn coi chữ rinh này nè, đó, nó là chữ ngôn với chữ đao rồi chữ tâm nữa, đó là chữ rinh đó. Nó vừa có cấu trúc trái phải và trên dưới trong ngoài, nó có rất là nhiều cách phối từ, thành ra một từ này nó có thể ghép với từ khác, nó ra một chữ mới. Thành ra đối với chữ 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 hoa trong chữ thì học cả đời cũng không biết. Đối với những chữ chữ nào mà mình thường dùng thì mình biết, còn đối với những chữ tử mà mình ít dùng thì cũng rất là nhiều người, cả người Trung Quốc luôn, nhiều khi họ cũng không biết, tại vì chữ của nó quá nhiều. Rồi, và bây giờ là mình đã kết thúc 20 từ ôn tập của ngày hôm nay. Sau khi các bạn đã nghe xong phần ôn tập này, bây giờ mình xem đáp án tại đây ha. Đây, từ thứ nhất là rỉnh, thanh thứ hai ha. Ân, rên, 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 rên. Từ thứ hai là từ dô. Dô là lại, vừa đó các bạn ha. Dô, ô, dô, 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 dô. Giờ từ thứ ba là sang. Sang là lên đó nha. Đó, lên với lên xuống nó sang. Bình thường thấy có chữ sang này, sang, sang, xa. Dè. Dè là từ thứ tư là cũng. Ta. A. Ta, 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 thành thứ tự. Từ, chữ từ này á, nếu mà theo đúng của nó đó, mà nó là một từ thì nó là thanh dấu thứ nhất. Đó, hoặc là thông thường nó ghép với những từ khác á, thành một cái từ ghép cụm từ, thì nó là thường là kinh âm. Ha.
Còn chữ này là chữ gì? Gì là thanh ba, cho nên các bạn nghe vừa xuống rồi lại lên rồi ha. Gì? U. U là không ha. Số 8, số 9 là u. U. Đó, này là r. R thanh thứ tư mạnh và dứt khoát. K. K. Zhi. Zhi. Y. Y. Tạ. Tạ. Zài. Zài. Còn nếu mà chữ chai á, mà có chữ h á, thì đọc là chai. Đó, mình cuốn cái lưỡi lên chai, à nó khác ha. Còn cái này cái lưỡi mình không có cong, chai vậy thôi. Chi, chi, à là 16. Ừ, còn từ 17 thôi. À, từ 17 là từ duyên ha các bạn ha. Mình thiếu sai. Mười bảy là duyên. Duyên thì nó là thanh thứ nhất luôn ha. Là duyên thanh thứ nhất. 16, 18. 18 là ti. Thanh thứ tư. Ti. Ti thanh thứ tư. Còn 19 là chai. Chai. 20 là từ rủ. Rủ. Hả? Dạ các bạn à, tự mình so lại đáp án và điều chỉnh lại, nếu mà âm nào mình nghe chưa đúng thì mình nghe lại, nghe đi nghe lại và mình điều chỉnh. Còn nếu mà vẫn không có rõ thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn thêm nhé. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần bài học của ngày hôm nay. Bữa nay là mình sẽ học hai âm là âm ô, ô và ôm ha. Đối với âm ô thì nó không hai âm này thì không có kết hợp với âm p được ha. Ô po 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 po. Ô po 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 po. Ô po 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 po. Ô mo 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 mo. Ô mo 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 mo. Ô mâu 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 mẫu mẫu mâu. Ô phô 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 phô. Ô phô 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 phô. Ô phô 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 phô. Ô tâu 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 tâu. Ô tâu 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 tâu. Ô tâu 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 tâu. Ô thâu 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 thâu. Ô thâu 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 thâu. Ô thâu 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 thâu. Ô no 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 no. Ô no 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 no. Ô no 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 no. Ô lâu lâu. Ô lâu 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 lâu. Ô lâu 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 lâu. Ô lâu 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 lâu. Rồi, ô câu 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 cổ cổ câu. 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 Ô hâu 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 hậu hậu hâu. Ô hâu 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 hậu hậu hâu. Ô hâu 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 hậu hậu hâu. Ô chưa châu 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 châu. Ô chưa châu 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 châu. Ô châu 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 châu.
ô sô 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 ô sô 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 ô sô 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 ô rô 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 ô 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 rô 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 rô. À sorry các bạn nha, lúc nãy từ vô là âm ô mình chưa có học ha. Thì chữ vô nó là chữ này ha, cho nên cái phần âm đó các bạn không có phiên âm được ha. Chữ vô đó các bạn thấy vô 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 thành thứ tự, đó là chữ vô. Bây giờ mình đến với lại cái từ ôn. Âm ôn thì nó chỉ phối hợp với từ chữ chữ tơ, chữ đi thôi ha. Ôn tôn 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 ông tông 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 ông tông 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 ông thông 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 ông thông 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 ông non 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 ông non 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 ông non 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 ông long 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 ông long 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 ông long 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 ông con 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 ông hong 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 ông hong 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 à sorry hong 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 ông hong 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 ông hong 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 hong. Ông trông 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 ông rông 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 ông rong 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 ông rong 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 ông zom 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 ông chong 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 ông song 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 ông song 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 ông song 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 ông yong 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 ông yong 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 ông yong 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 yong. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn nghe đi nghe lại và ôn luyện thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like.
một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.